Khi tâm tính mình tốt lên rồi, cơ duyên đến, anh Điện về Việt Nam thì anh Điện lộng vô cái số của người tu Pháp Linh Công. Người tu này á là bạn của anh hồi nhỏ. Anh mới nói ảnh là cũng là bị thần kinh tọa, đi là xích sụi vậy đó. Nhưng mà ảnh tu thời gian ảnh hết. Ảnh nói hoàn cảnh mày vậy thì mày chỉ có tu, mày cố gắng mày tu rồi hoặc mai mày mới sống được. Anh tên là Bùi Thanh Phúc, năm nay anh 42 tuổi. Hiện anh đang làm ruộng với làm vườn. Anh ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Một thời gian ấy, có cơ hội anh đi qua nước Nhật làm. Giống như mình đi lao động không phép. Mình đi du lịch rồi mình ở lại mình làm luôn. Hồi lúc ở Việt Nam, bác sĩ đã nói anh là bị bệnh gan nặng lắm. Phải bỏ rượu, nhưng mà anh không bỏ được. Thì anh không trị. Anh qua bên Nhật anh làm khoảng 6 tháng, bệnh gan nó bộc phát. Mình mẩy anh nào nó sưng á. Đi lao động mà không giấy tờ á, mình đâu có ra điều trị được. Cái thứ hai nữa là mình không biết tiếng, đâu biết nói thuốc men gì mua. Người ở xứ lạ quê người đâu có nhờ giả gì được ai, cứ chịu. Mình suy nghĩ hồi lúc từ nhỏ tới lớn mình sống sao phóng túng rồi này kia. Con người mà lúc mà bệnh rồi gần sắp chết rồi mới quay đầu vậy đó. Rồi mình sống với cha mẹ mình không hiếu thảo, rồi làm chồng không đúng này kia. Mình bệnh nặng rồi á, thì lúc đó làm như là cái tâm mình bắt đầu mới biết suy nghĩ, mới biết hướng thiện. Mình nói sao mình tệ quá. Lúc đó mình giống như là làm gì cũng sợ người ta buồn á. Chưa có tu mà mình đã biết giống như là hướng nội trong Pháp. Sư phụ nói hướng nội. Khi tâm tính mình tốt lên rồi, cơ duyên đến. Anh Điện về Việt Nam thì anh Điện lộng vô cái số của người tu Pháp Linh Công. Người tu này á là bạn của anh hồi nhỏ. Anh mới nói ảnh là cũng là bị thần kinh tọa, đi là xích sụi vậy đó. Nhưng mà ảnh tu thời gian ảnh hết. Ảnh nói hoàn cảnh mày vậy thì mày chỉ có tu, mày cố gắng mày tu rồi hoặc mai mày mới sống được. Chứ thời điểm đó giờ về thì về Việt Nam về cũng không được. Thứ nhất là mình muốn về mình phải ra đầu thú. Đi được có du lịch được có 3 tháng mà mình ở tới gần cả năm rồi, hết hạn rồi. Lúc đầu mình cũng không để ý gì cho mấy. Nhưng mà anh cứ điện anh nói hoài, thấy anh nhiệt tình quá. Mình mới nghe sư phụ giảng thử. Thì nghe sư phụ giảng chấn động. Mình nghe tới đâu là mình thấm tới đó. Mình mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa làm người. Anh nghe tới bài giảng thứ 5 là anh đắc pháp. Mình là đã tìm được sư phụ rồi. Rồi anh bỏ rượu, bỏ thuốc. Anh không có chơi bài, không gì cho người anh tu luôn. Thì lúc đó cái anh đi làm về thì bên Nhật mà làm thì vất vả lắm, giờ giấc nghiêm khắc. Từ giấc sáng là mình phải có mặt làm tới 10 giờ đêm mới được đạp xe về. Mới đắc pháp mê lắm, tinh tấn lắm. Và cũng chưa có biết điện công, ngồi chỉ bằng tay kết ấn. Mùa đông thì bên Nhật lạnh lắm, âm mấy độ, nhưng mà ngồi không lạnh. Ngồi hồi chụp tiết rơi mà cơ thể vẫn nóng. Sao mà ngộ quá trời ngộ, mà tiết rơi bình thường là mình phải vô nhà bắt lò sưởi. Mà bây giờ ngồi mà cơ thể cứ vẫn nóng gan gan, mình nói vậy là cái công pháp này quá hay, quá tốt. Rồi mình là theo mình tập. Khi mà bệnh nhiều lên là mình mẩy rồi sưng hết trơn à. Thì mình tập mình cũng không để ý, mình tập có chừng nửa tháng thì bắt đầu cơ thể mình nó trở lại bình thường. Sức khỏe tốt lên. Dần dần lên là mình không có biết bệnh là gì nữa. Bây giờ cơ thể giống như là bình thường vậy đó. Không có còn bệnh gì hết. Mình đắc pháp rồi mình mới biết là mình không nên đi lao động không hợp pháp. Tại vì mình là cái người tu mà nếu mà mình đi mình trốn là không có đúng với pháp lý. Mình phải đường đường chính chính. Còn này mình tu rồi mà mình cứ gặp công an là mình né. Tại vì lao động bất hợp pháp mà. Thì mình không chịu. Mình nói mình phải về. Cỡ nào mình cũng về. Không có thể tu luyện. Mình không có chống chui chống nhủi gì là không có đúng với pháp của sư phụ giảng. Đó mình qua được thời gian thì vợ với con mình cũng qua. Thành ra mình nói với vợ mình á, đợi con mình 18 tuổi mình sẽ về Việt Nam. Nguyện với sư phụ vậy. Chứ mình không có trốn gì được. Thì lúc đó vợ cũng năn nỉ lắm. Tôi với con qua rồi anh về rồi bỏ tôi với con ở đây mình nên sao? Tại vì vợ với con đi cũng tốn tiền. Nói mình không chịu. Mình nói nếu mà con đúng 18 tuổi mình sẽ về. Thì cái ngày sinh nhật của con là 18 tuổi. Mình thấy cũng lạ lắm. Lúc đó mình đi về, mỗi khi thì mình gặp công an, còn suy nghĩ rồi này kia.
công an Nhật lúc đó đang cấp giấy visa cho vợ mình. Đi ngay lại công an thì công an hỏi mình là giấy tờ đâu. Mình nói tôi không có giấy. Nói nếu không có giấy thì về đồn điều tra mình một tháng. Nếu mình không có phạm tội gì sẽ đưa về Việt Nam. Mình vô mới 20 ngày thấy mình cũng là người tu luyện, người tốt á. Tại vì anh chỉ có là đi giấy tờ không hợp pháp thôi chứ anh không làm gì thì tôi đưa anh về. Rồi đưa không tốn tiền gì chứ. Đưa vé máy bay rồi để kia mua cho mình về. Từ hồi nhỏ tới khoảng cỡ 16, 17 tuổi là mình rất là lương thiện. Mình thương người, mình thích giúp đỡ người khác. Khi mà mình bắt đầu mình ăn chơi á, là từ hồi lúc 17 tuổi là mình đã biết nhậu nhẹt, hút thuốc, rồi bạn bè đó. Lúc đó cái bản tánh mình nó đã khác. Nó bắt đầu là chạy theo lợi ích, cái danh lợi nhiều. Tới khi mình có vợ cái mình qua, mình nhảy qua mình làm cò. Cò máy cắt, cò này kia có nghĩa là mình dẫn mua bán rồi mình lãnh đồng cắt lúa rồi đó. Thì cái bản tánh nó càng trở nên xấu. Tại vì cò là phải giống như phải nối dốc. Giống như bây giờ mình dẫn người ta mua cái máy cắt đi. Nếu mà mình cái máy đó xấu mà mình nói xấu người ta đâu mua. Thì mình phải nói cách nào đó cho người ta mua. Thành cái bản tánh mình trở nên càng ngày nó càng xấu. Tệ lắm. Là lúc đó là mặn được nhiêu tiền ăn chơi hết à. Chứ không có đem về cho vợ cho con gì đâu. Người nhậu xỉn á. Về nhiều khi còn quậy vợ, đánh vợ, chửi con. Nói chung là nhiều lắm. Khi mà mình tu luyện rồi á, mới thấy ra cái xấu chứ thật ra hồi chưa tu á thì ai cũng như ai à, xã hội nó vậy rồi, chưa có thấy nó xấu. Khi mà mình tu rồi mình thấy nó quá kinh khủng, thật sự mình mới cảm nhận được là mình hồi đó mình xấu như thế nào. Từ ngày tu luyện á, vợ chồng cũng hạnh phúc hơn, biết nhẫn rồi, mình biết suy nghĩ cho người khác. Hồi đó mình chỉ suy nghĩ cho bản thân thôi. Đụng chuyện gì á là mình trước tiên là đổ lỗi người khác đi. Tại vợ tôi nói vậy tôi mới vậy. Hoặc là bạn bè thì tại mày vậy tao mới chửi mày hay gì. Chứ đâu khi nào mà biết suy nghĩ cái bản thân mình. Tới mình tu luyện rồi á, là mình mới biết suy nghĩ về mình trước, cái lỗi của mình trước. Dù vợ mình có chửi mình đi nữa, cái lỗi đó cũng do mình mới chửi. Mình biết suy nghĩ như vậy thì nó đỡ. Vợ chồng là không có còn cự cãi như hồi xưa. Ông anh thứ năm của mình á, nhậu với quýnh bài. Xỉn vô thì ông hay quýnh vợ quýnh con. Khuyên ảnh hoài, ảnh kêu ảnh bỏ sửa đổi, ảnh cũng không bỏ được. Thì chụp cái bữa đó ảnh bị Covid-19, ảnh bị quá nặng. Thì chuyển lên Sóc Trăng thì lúc trong phòng cách ly đó là nhiều người nhưng mà chết thì còn có ảnh. Với ba anh cũng bị nặng. Đó ảnh mới kêu mình đem cái cuốn chuyển pháp luân lên cho ảnh đọc. Giờ mình đi lên là mình tặng cho ảnh cái hoa sen. Mình kêu ảnh niệm là chín chữ chân ngôn. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Kêu anh tập trung anh niệm thì cái đêm đó là anh ngồi anh niệm anh nói sao mà tao niệm một hồi là mình mẩy tao nó càng to. Con người nó bự bự anh nhắm mắt rồi niệm anh bự. Lúc đó anh mới là thấy ngộ quá anh nói là thần kỳ quá. Rồi mấy anh đọc chuyển pháp luân. Rồi đâu 6-7 ngày là anh hết bệnh đắc pháp luôn. Về vợ anh mừng quá mừng ra nói là nhờ chú Sáu giới thiệu mà giờ ổng không còn quýnh đập không còn ăn nhậu nữa giờ ổng tu luôn ổng thành người tốt luôn. Mình đã tu luyện được 5 năm rồi. Pháp Luân Công rất là tốt. Nếu mà mọi người mà xem được video này thì hãy thử đọc một lần chuyển Pháp Luân. Các bạn sẽ hiểu tốt như thế nào. Không phải thất bại nào cũng dễ vượt qua. Nhờ học lớp Pháp Luân Công online mà tôi đã sáng tạo tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Truy cập tại học pháp luân công.com. Lớp học trực tuyến hoàn toàn miễn phí.